cho đấng cứu độ trần gian. Chúa chọn ngài ngay từ trong lòng mẹ, rồi tăng tạo nên tôi tớ trung hiền, rồi sai đi đi rao giảng sám hối, làm chứng nhân cho ánh sáng ngàn đời. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan, làm tiền hô đi dọn đường cho đấng cứu độ trần gian. Chúa chọn ngài như đèn sáng một thời, rồi tắt đi khi vầng sáng lên ngôi. Ngài nêu cao uy danh của con Chúa và tuyên ngôn: tôi không phải là ngài. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan, làm tiền hô đi dọn đường cho đấng cứu độ trần gian.